Hello, xin chào các bạn nha. Bây giờ là nửa đêm, không biết là đôi mắt của mình có còn sáng để nhìn thấy các bạn không. Đây là một cái video mà mình sẽ chia sẻ tất tần tật về hợp âm mở. Cái kiến thức của mình nó có là hợp âm mở chỉ áp dụng trên vòng hòa thanh la trưởng các bạn nhé. Vòng hòa thanh la trưởng được áp dụng trên vòng hòa thanh la trưởng. Còn những vòng hòa thanh khác thì mình cũng có thử đưa hợp âm mở vào rồi, nhưng mà nó không thật sự là hay lắm, mà nó sẽ chơi theo cái kiểu khác. Chỉ khác ví dụ như son này thì các bạn chơi như thế này, chơi sút 4 này, hoặc là chơi sút 2 này, hoặc là mi sút này, mi 7 này, như thế này, chơi dê này. Thì đấy, đấy là cái kiểu chơi của son. Những kiểu chơi của la thì chúng ta sẽ chơi hiện đại, chúng ta sẽ chơi theo kiểu hòa thanh mở. Thực ra hòa thanh mở đã có cách đây vài năm rồi, có cách đây khoảng 5-6 năm gì đó. Thế nhưng mà nó chưa thịnh hành nhiều, mà đến thời điểm bây giờ mới là cái thời điểm mà nó thịnh hành nhất và nó mới mẻ mất. Nhưng mà các bạn biết rằng là bây giờ đã pha rất là nhiều nhạc điện tử EDM vào rồi trong những cái sáng tác của những nhạc sĩ mới bây giờ, cho nên là cái acoustic của mình nó cũng không còn được yêu yêu chuộng ngày xưa. Nhưng mà nếu như các bạn nào mà có cái tài năng đàn hát ấy, thì các bạn vẫn nên học, vẫn phải học cái hòa thanh hợp âm mở này. Với lại mình cũng nói trước là cái hợp âm mở này đấy, thì các bạn áp dụng trong ban nhạc thì áp dụng tùy bài, với tùy từng cái cách đánh của cái người đánh với các bạn trong ban nhạc, thì các bạn không thể là cứ chơi theo cái kiểu mà các bạn học của mình được. Đó, mà cái này là mình hướng dẫn là để chơi acoustic với những ít nhạc cụ thôi. Ví dụ các bạn chơi cái guitar này với bass hoặc với một cái casio nữa thôi. Nếu mà có piano thì các bạn phải tập với piano riêng để xem nó có phù hợp với cái âm mở này không. Ví dụ như có những bài cứ như của Hillsong mà Encore đó, bài Echo nó cũng là một cái bài rất hay, nó có thể chơi hợp mở này và hòa với piano được, với cách đánh của piano cứ giải đều làm nền cho guitar, và guitar cũng làm nền cho người hát nữa. Thì đấy là tùy vào cách chơi mà các bạn bàn với nhau trong một cái ban nhạc, các bạn bàn với nhau các bạn sẽ chơi thế nào, và trong cái quá trình thờ phượng nữa thì chơi cái này nó có mang tính chất thờ phượng cao hay không. Thì nhưng mà để nâng cao kiến thức và khả năng chơi đàn cũng như kỹ thuật thì mình sẽ hướng dẫn toàn bộ trong video này nhé. Thì chúng ta sẽ nói về vòng la trưởng để chơi cái hợp âm mở. Và hợp âm mở các bạn nhớ cho mình này, có thể các bạn biết rồi, có thể người chưa biết thì các bạn ôn lại này. Thì hợp âm mở là có dây si và dây mi. Dây si, dây mi, hai dây này không bấm vào, và nếu có bấm vào chỉ thì thi thoảng bấm vào được, gần như là hai cái này là không bấm vào nha. Các bạn cứ hiểu thế thì cho nó dễ, là si mi này luôn luôn được vang lên đó. Và trong cái vòng hợp âm la trưởng ta sẽ có những hợp âm sau. Nó sẽ có la trưởng là một này, chắc chắn rồi đúng không? Sau đó nó có mi trưởng là hai. Về trưởng ta sẽ có dê trưởng là ba. Hợp thứ sẽ có pha thăng thứ nhá. Pha thăng thứ, nhưng mà nghe pha thăng thứ sẽ không hay nếu các bạn đánh trưởng, nên cho nên là sẽ có pha thăng trưởng. Thì tâm ra là trong cái vòng hòa thanh của la trưởng này, đánh hợp âm mở, chúng ta sẽ có bốn âm trưởng, đó là pha trưởng nhé. Để chơi pha trưởng cho nó xí ngầu nhé. Đó, pha trưởng. Rồi chúng ta sẽ chơi đến trong hòa thanh la trưởng, chúng ta sẽ có pha thăng thứ, rồi sẽ có đô thăng thứ và si, si thứ, đô thăng thứ và si thứ. Thì các bạn cũng có thể chơi la trưởng ở ngăn năm, la trưởng ngăn năm đúng nhỉ? Thì các bạn cũng chơi theo kiểu là buông buông hai ngón, tức là pha trưởng này, pha thăng trưởng này, pha thăng trưởng này, các bạn dịch lên năm này thì là la, la trưởng đúng không? La trưởng dịch về hai này, pha thăng trưởng này. Thì ở đây đôi khi trong một số các bài hát nó có thể chơi son trưởng, làm hợp âm gần gần cho cái bài hát đó. Tuy thì đấy là mình giới thiệu với những hợp âm, chung quy là hợp âm bạn bấm kiểu gì thì cũng nên bỏ hai cái, dây này đi thì nó sẽ ra vòng hợp âm mở. Đó, chỉ toàn bộ kiến thức là như vậy thôi, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng vào một số bài hát để các bạn áp dụng được cái vòng âm mở này cho từng bài hát một nhé. Một số các bài hát như sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để nói cho nó rộng, cho nó rõ, thì hoàn toàn về cái âm mở mà sau này các bạn không phải thắc mắc gì nữa. Nếu mà có thắc mắc thì các bạn comment ngay, hỏi ngay nhé. Thì ở đây mình sẽ làm một số các video liên quan đến những bài hát nào có âm mở thì mình sẽ nói lại nếu như mà các bạn còn thắc mắc. Ở đây nhá, mình sẽ giúp các bạn học một cái bài hát, đó là bài hát của Công Tiếng là Quyền Năng Lớn Thay. Thì bài này mình đã làm rồi nhá, Quyền Năng Lớn Thay mình đã làm một cái video rồi, nhưng mình sẽ nói qua ở đây một chút để mô phỏng lại. Thì trong hợp âm mở của cái bài này thì nó sáng tác đúng theo cái cách của âm mở luôn, thì cái bài này nó dễ cho chúng ta.
nhìn hợp âm họ viết trên cái sheet nhạc nó rất là phức tạp, nhưng mà thực ra cách chơi thì lại dễ. Thì chúng ta sẽ chơi là na trưởng này, ta bỏ đi một một ngón này, buông hai ngón này, đó, ta sẽ có vậy. Rồi si này, rồi ta sẽ có pha tăng, đúng không? Ta sẽ có chơi pha tăng trưởng thay thế nhá. Rồi ta sẽ có đô đô thăng thứ và ta về na. Đó, vòng này như vậy, đoạn điệp khúc nó có mi trưởng thì nó sẽ hát là Jehovah quyền năng nâng tay, nào ai vinh quang giống như Ngài, là thiên che thân cho những ai cày trông dừa lương lời Chúa. Ở đây nha, nó có một cái đoạn gần anh son trưởng nhá, anh son son thăng trưởng, son tăng trưởng, son tăng trưởng ở đây anh son tăng trưởng 7. Nhưng mà chúng ta đánh hợp âm mở thì chúng ta cứ đánh hợp âm mở thôi, không cần phải 7 ở đây nhá. Thì đây là cách cách mình áp dụng hợp âm mở đấy. Còn có nó cũng có cách chơi khác, chơi đúng suốt hai của nó. Ví dụ la suốt hai đúng không, la suốt hai ta suốt suốt 3 về 2 đúng không, la si đô thì chúng ta sẽ có nốt nốt si, thì nó chính là hợp âm mở rồi. La suốt hai chính là la này, la mở. Đó, như thế ta có cách chơi, tùy cách chơi. Mình có thể dài này, Jehovah quyền năng lớn tay đấy. Nhưng mà trong cái cách chơi của hợp âm mở thường người ta sẽ chơi như thế này, bạn để ý này, ngón tay trỏ và ngón tay cái này nhé, nó vuông góc như này đúng không, thì chúng ta sẽ chơi này, ta để đây này, ngón ta vẩy nhé, ta vẩy này, ngón này vẩy xuống này, ngón này còn ngón này vẩy hất lên này, xuống lên xuống lên. Jehovah quyền năng lớn tay, nào ai vinh quang giống như Ngài, nó cứ nhẹ nhàng, nó đung đưa, nó miên man như vậy, khiến che thân cho những ai dựa hướng cậy trông lời Chúa. Đấy, thì khi các bạn hát mạnh lên các bạn có thể quạt này, quạt nhé. Ai nhớ mình sẽ chơi cái la ngăn năm luôn, bởi vì là mình đang ở đô thăng ở đây, đô thăng trưởng ở đây, mình sẽ về la ngăn năm nó nhanh hơn là về đây đúng không nhỉ. Thì tùy, với lại cái nốt này nó sẽ làm cho cái bát này nó nặng hơn, cái bát này nó ì hơn, nghe nó vẫn ấm hơn và cao hơn, thì trong các đoạn điệp khúc này nó sẽ lên, các đoạn gần lên này nó sẽ nó tăng cái tiết tấu, cái tính chất của bài hát lên rất cao. Ngài nhớ giao ước đến muôn đời nghìn năm. Đấy, thì các bạn thấy cách chơi của mình nhé, là mình sẽ quạt ở đây và mình sẽ quạt ba nát, nhưng mà mình quạt chủ yếu vào dây bát. Đấy, nhưng mà đến này ví dụ Ngài nhớ giao ước, để cho hai cái dây này, mình quạt chủ yếu dây bát để cho hai cái dây bên dưới này, nó chỉ là vô tình va vào mà thôi. Giao ước đến muôn đời, nhưng mà đến khi mà mình đánh cái muôn đời này thì mình lại quạt cho hai dây dưới nhiều hơn, thì muôn đời, bởi vì mi trưởng là vì chúng ta đang đánh mi, mi nó sẽ có nốt mi này, nó sẽ ngài nhớ, ngài nhớ giao ước đến muôn đời nghìn năm không quên lời phán hứa, lòng khoan nhân Chúa lớn vực. Có thể là mình hát đang, hình như là mình hát nó sai tông thì phải. Thì các bạn ý là mình nói như vậy nhá, đấy là cái bài hát này. Thì cái đoạn Hallelujah là cái đoạn mô phỏng lớn nhất, rõ ràng nhất cái tính chất này, cái tính chất của cái vòng hòa thanh này, hòa âm này. Ngài nhớ giao ước đến muôn đời nghìn năm không quên lời phán hứa, lòng khoan nhân Chúa lớn vô cùng, đức hành tin Ngài cao ấp tay thái hoa. Hallelujah, 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 amen, amen. Thì đấy là cái cách chơi của nó nhá, đấy mình mô phỏng các bạn như vậy. Nó tạo ra một cảm giác rất là huyền diệu ở đây, chơi nhẹ nhàng, tình cảm, rất là hay. Còn nếu như mà các bạn áp dụng nó vào với ca dung hoặc piano, các bạn thấy không hợp thì các bạn phải đổi ngay nhé, đừng áp dụng mì như này. Thì cái bài hát thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó là bài hát Con Tạ Ơn Chúa nhé. Tạ Ơn Chúa 241 thánh ca của chúng ta nhé. Thì bài Con Tạ Ơn Chúa này nó sẽ làm na trưởng thuần túy thôi, và nó mang chất cổ điển. Nó vẫn là ba nát, vẫn là nhịp 4/4, nhưng mà nó là cái tính chất cổ điển, nó không được mới như bây giờ. Thì khi các bạn áp dụng cái
hòa thanh mở này vào nó sẽ không hay, nên các bạn áp dụng gọi là lúc có lúc không, lúc có lúc không. Ví dụ con tạ ơn Chúa, đúng không ạ, vì Ngài vẫn luôn yêu con. Thế là một cái pha trưởng này mình sẽ đánh là mở, nó có hợp âm pha trưởng mình đánh là mở, nhưng mà cái si trưởng và cái la trưởng là mình si thứ và la trưởng là mình đánh nguyên con tạ ơn Chúa, mi thứ nó vốn dĩ là mở rồi, để Ngài hằng chăm sóc con. Cho nên là khi mà mình về chữ con mà quả la trưởng mình sẽ vẫn nhảy âm này ra, con tạ ơn Chúa, thì cái hợp âm pha thăng trưởng, pha thăng thứ này các bạn đánh pha trưởng ở đây ấy, thì vẫn là mở được đó. Tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài, thì các bạn về cái dê trưởng, các bạn về dê, dê không phải là hợp mở nữa, thì nó mới ra cái chất cổ điển của nó. Ngài được sống trong Ngài, từ Ngài la bát mi Ngài, cuộc đời con luôn thỏa vui. Thì cái này mình hát đã sai tông quá. Con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn yêu con. Đấy, các bạn nghe thấy chưa? Có lúc nó mở, có lúc không mở, nghe nó rất là hay. Con tạ ơn Chúa vì Ngài hằng chăm sóc con. Hay không? Con tạ ơn Chúa vì làm con của Ngài. Di chuyển Ngài, đấy mình chỉ các bạn mình lại quên. Ngài được sống trong Ngài, cuộc đời con luôn toa vui. Nói chuyện thần túy này, vừa đánh vừa nhả này. Có dù làm tha, đấy nó cảm giác như bạn đang đánh hai hợp âm cùng một lúc. Đấy, vừa đánh này, vừa nhả cái món này ra là vừa đánh vừa nhả, vừa bấm vừa nhả. Cho dù làm tha, cuộc đời ấy vẫn luôn trôi qua. Cho dù giống tơ, dòng đời luôn vây phủ con. Trong lòng con biết rằng Ngài yêu con đến cùng, trên mỗi bước đường tay Ngài dắt dìu con đi. Thì mình hát thì nó không được chuẩn lắm, nhưng mà ý là mình muốn chia sẻ với các bạn là cái về cái hình thức của cái hợp âm mở này, nó không phải lúc nào nó mở suốt, mà ta có lúc đóng lúc mở, lúc đóng lúc mở. Thì chúng ta phối hợp và chúng ta tập một cái bài hát nào đó, ta biết cách là đến cái chỗ nào ta mở thì sẽ hay, đóng thì sẽ hay, thì nên các bạn hành như vậy nhé. Thì cái cách quạt này thì mình có một cái cách này, cách quạt đó là mình sẽ dúi nhiều vào âm bát này, guitar ta nên tập trung nhiều vào âm bát này. Nếu như mà trong cái ban nhạc ta có một cái cây guitar bass, thì anh bass đó anh ấy đi theo cái cách nào thì các bạn phải đi ngược lại cách anh ấy đi, thì nó mới ra được cái hòa thanh cho, tức là bè phối cho nhau. Chứ còn nếu các bạn người ta đi bè trầm rồi bạn lại trầm theo họ thì nó sẽ là phá nhau, chứ không thể theo nhau được. Và đó là hai cái bài hát mà mình muốn áp dụng các bạn thôi. Thì mình có rất nhiều các bài hát khác, nhưng mà nếu mình chia sẻ thì cái video này sẽ rất là dài. Thì mình sẽ làm những cái video nào chia sẻ và hướng dẫn chơi đánh ca tin lành ấy, mà có cái bài nào liên quan đến hợp âm mở thì mình sẽ chia sẻ rõ ràng cho các bạn và lại giới thiệu lại. Thì đó là để cho các bạn vừa học mới vừa học cũ cho nó dễ, chứ mà cái video dài quá sẽ không hay. Còn cái phần cuối cùng của video này là mình muốn giúp các bạn, đó là khi các bạn chơi hợp âm mở này ấy, thì bạn phải có nhiều cách quạt, có những cái quạt và phải tự sáng tạo ra. Thì mình sẽ chia sẻ các bạn bốn cái quạt mà mình chia sẻ trong cái video này nhé, để các bạn ứng dụng cái này này. Thì cái quạt thứ nhất là mình đã chia sẻ các bạn từ đầu rồi, là dùng hai ngón này, một ngón xuống ngón lên, 1 2 1 2 này, cái này 1 2 1 2. Được rồi, cái quạt thứ hai nhá, sang luôn cái thứ hai này, là chúng ta sẽ đánh vào cái là như vậy, là bùm bùm. Đấy, tức là các bạn có hai phách nhấn luôn. Đấy, ví dụ con tạ ơn Chúa vì Ngài
vẫn luôn yêu con. Đấy thì các bạn cảm giác như các bạn đang đánh bolero nhưng nó không phải, nó vẫn là ballad. Đấy, con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn yêu con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài hằng chăm sóc con. Đấy các bạn dùng cái cách cổ điển mà lại chơi hợp âm thì hiện đại đấy thì đó là cách tùy, nhưng mà đấy đây là mình như thế nào. Đấy thì dung quy nó cứ du dương như vậy. Nếu các bạn không cảm giác là không tập được như mình, không bắt chước được giống mình ấy, không thể bùm bùm chát 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 để bùm bùm chát 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 giống mình được, thì các bạn tạo ra một cái cách chơi các bạn nhé. Bùm bùm chát 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 chát, đấy làm sao các bạn nghe cái gì đó rắc là được. Chát 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 chát, rồi cách quạt thứ ba nhé. Cái quạt thứ ba này ta sẽ đi nhanh một chút. Cho dù làm tháng dòng đời vẫn luôn trôi qua, cho dù giông tố cuộc đời luôn vây vũ con. Chung quy là nó không có gì khác ba lát cả, nhưng mà nó thế là nó đảo vay. Vậy nè, nó nâng cao hơn cái điệu thứ hai một chút, là nó có cái vẩy lên này. Rồi, đây là cái quạt thứ ba nhá. Mình sẽ đọc bằng mồm này. Bùm bùm chát 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 chát. Khi các bạn đánh, khi các bạn có cảm xúc, các bạn sẽ đấy đấy, các bạn đánh nhanh hơn, cái nhanh hơn, nhiều hơn và dày hơn. Ví dụ, nhưng lòng con biết rằng Ngài yêu con đến cùng trên mỗi bước đường, tay Ngài dắt dìu con đi. Rồi điệu quạt thứ tư nhé. Điệu quạt thứ tư là điệu là khó nhất trong cái phần học ở video này. Điệu quạt thứ tư là một cái điệu ba lát thôi, nhưng mà nó sẽ có ngắt, phách và đảo nhé. Đây là cái chia sẻ về kinh nghiệm. Đôi khi nó khó, các bạn cảm giác không học được, các bạn thì bỏ qua nó. Còn nếu các bạn có thể hàm thụ được thì các bạn học nhé. Nó sẽ như này. Bùm bùm chát 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 bùm chát. Ba lát bình thường này, như khi các bạn đánh này. Bùm bùm chát. Đấy, các bạn cảm thấy là khi các bạn đánh vào bát rất là hay. Rồi tách bát với chết này, các bạn thì đánh xuống dưới hẳn luôn. Đấy, tức là các bạn đánh núp vào bát, núp vào chết nó rõ ràng, chứ không đánh quyến luyến. Như không đánh quyến luyến là pha trộn bát chết vào nhau. Khi các bạn đánh bát thì đánh rời hẳn bát, đánh một trường bát. Như là ba lát ta có 8 phách, đánh 6 bát phách, 2 bát chết thôi. Đấy, nó là như vậy. Hoặc là đánh 2 bát, hoặc là 6 phát chết, 6 phách chết. Còn đâu là 2 phách bát, thì tùy các bạn nghe bắt chước mình. Cái này mình rất khó để mô phỏng thành lời được, thành phách được. Nó là cái cảm xúc, là cái kinh nghiệm đánh lâu năm mới ra như vậy. Bước đường tay Ngài
khi các bạn nào biết đánh ballad tung cao ấy thì các bạn rất rất dễ phối màu và rất dễ tạo ra cách của các bạn, không cần phải nhất thiết học theo mình. Đấy, bởi vì cái này nó là kinh nghiệm của mình để sáng tạo ra những cái điệu đánh như thế này thôi. Đấy thì nó tạo ra một cái cách chơi riêng của mình nữa. Thì cho nên là các bạn có thể tự tạo ra khi bạn học được cách em chưa, khi các bạn tập cái bài hát này, học cách đánh này rồi, các bạn miền mẫn, các bạn ngồi các bạn tập, các bạn nghĩ ra một cái cách chơi nào đó cho cái tay bạn nó cảm giác nhất, nhất là cái não bạn nó feeling nhất, cái não bạn nó thích nhất cái điều đó thì bạn để tập. Đây là cái chia sẻ có khả năng là kỹ nhất rồi về cái quạt chả đánh hợp âm mở nhé. Thì khi mà mình chia sẻ này, khi mà các bạn chơi hợp âm mở lại thì chúng ta nên có một cây guitar nữa, là cây sẽ đi nít chúng ta đi nít nhấn nhá, xong rồi hoặc là có một cái piano thì sẽ thỉnh thoảng sẽ đưa vào một số các câu gợi mở cho bài hát, ví dụ như nhưng lòng con biết, thì cái piano chơi đúng nốt đấy, nhưng lòng con biết là mi đô mi đố đấy, thì các bạn chơi đúng cái nốt như vậy nó sẽ gợi mở cho cái này nó sẽ quyện hơn. Rồi cuối cùng là mình chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Goodbye, cảm ơn các bạn đã xem video này.